Chào mừng các ông đã trở lại với cái vlog của tôi. Và chắc cũng một tháng. Một tháng tôi ở khu này thì tôi nhận thấy một cái điều gọi là ở đây nó quá trời dắt luôn, nó ngập tràn những con dắt luôn. Gọi là con vắt á. Cái con mà tương tự con đỉa, nhưng mà cái tôi không biết mấy con này nó có sống được dưới nước hay không, nhưng mà tôi thấy ở trên trên khô á, trong cỏ, trong ẩm ẩm đồ, trời quá trời quá đất luôn. Bữa tôi ra tôi làm cỏ có một bữa sáng mà nó đu đầy chân, nó đu đen chân hết, mà nó ngứa giống như kiểu mà kiến cắn vậy á. Rơi xuống trời má ơi, con nào con nấy nó giống như kiểu mà con sâu đo gan á, nó đi y như con sâu đo gan luôn. Tôi tưởng con sâu đo gan má, xong rồi tôi mới thắc mắc, ủa sao con sâu đo gan mà đúng cắn ngứa dữ vậy. Nhưng mà không ngờ, không thể tin được, đó là những con dắt vãi nồi. Và hôm qua là cái con chó của thằng dưới kia nó bị con dắt nó chui ở trong lỗ mũi. Mấy cuộc đời chắc là nếu mai đó donate cho tôi thì tôi mua thêm mấy con gà về tôi thả để cho nó xử cái bầy dắt này thôi. Mặc dù ở đây thiên địch của dắt rất là nhiều, kiến càng, kiến đỏ, kiến lửa, kiến đen, kiến quá trời kiến luôn, mà không tiêu tiêu diệt hết mấy con dắt. Tôi nghĩ là phải mua gà về thả cho nó ăn mấy con dắt. Wow, thật là má ghê gớm. Và đi thăm cái vườn của tôi ha, coi những cái cây gì nó đã mọc, những mầm xanh của sự nghèo khó. Và đây gọi là cây cà, nhưng mà không phải là cà phê mà nó là cây cà chua. Và tất nhiên đây cũng là mầm xanh của sự nghèo khó, và đây gọi là cây bắp chứ không phải cây ngô. Ok, cây bắp 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 Mỹ ngọt bà cố. Đây là cây ngò, ngò nha, không phải rau mùi nha, cây ngò. Ô, và đây là cây tần ô, nót cải cúc. Tần ô nó xen lẫn cây ngò. Và bên này là tỏi, tỏi Lý Sơn. Ăn không hết thì đem đi gieo, đi cấy cho nó mọc. Còn lúng phúng bên này là rau dền đỏ, ăn cho đỏ cực, thấy quên đỏ ruột. Những cái đống đất mà mấy con giun nó, mấy con trùng á, nó đùn lên cả đống, rất rất là tốt. Rồi, giờ đây là cây khổ quá, quá trời khổ quá luôn. À, và đây là cây đậu Hà Lan. Cái cây này nó mới nảy mầm, nhìn nó ngộ ngộ. Lần đầu tiên tôi trồng đậu Hà Lan á. À, và đây là cây bí đỏ. Bí đỏ mà cái bí hồ lô. Rồi, kế bên nữa là một gốc đậu Hà Lan tôi mới bứng ra đây tôi trồng. Và cái củ này á, thì chắc chắn ai cũng biết là cái củ gì rồi. Và đây là cái mầm nó đã ra lá. Quá trời mầm luôn. Mà muốn nó mọc lên nó sẽ tùm tùm. Và cái cây rau khoai đây cấy từ những cái clip trước á, thì bây giờ nó đã đâm chồi. Đây là những cái chồi mới. Những cái chồi mới ở đây, và mai mốt chỗ này nó sẽ sành chúng ta sẽ có món rau khoai luộc, rau lang, rau lang luộc, rau lang xào tỏi các kiểu. Thì tất nhiên đây là diễn viên quần chúng của cái clip này, rau dền lúng phúng hết, mai mốt chỗ này nó đỡ lòm luôn. Và sơ sơ những cây rau của tôi thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Và đây là một cái củ khoai tây mà nó làm biếng, nó đâm rễ rất là nhiều rồi, nó đâm chồi rất là nhiều rồi, nó chưa chịu ra lá. Xa xa kia là một củ hành tây chứ không phải hành ta. Và cái đám rau cải nó lạnh quá, nó lên không nổi hay gì á. Bữa giờ đêm nó toàn lọt xuống tới 17 độ, lạnh vãi nồi. Vì lạnh quá nên tôi phải đem cái khay ươm hột đu đủ với lại
cà pháo này tôi đem ra tôi phơi nắng cho nó ấm, cho nó có cái nhiệt độ để nó nảy mầm chứ nó lạnh quá lạnh. Và đây là mấy cái mầm của cái gì ta, khổ qua, chắc là do sương muối xuống rồi nó làm cháy lá hết rồi, nhưng mà không sao, mọc được vài cây là ngon rồi. Mình trồng theo hướng tự nhiên mà. Tôi có thể đem cái đống này vô trong cái nhà lồng bên này tôi ươm đấy, nhưng mà nếu mà ươm xong trong cái nhà lồng á thì nó sẽ không có đủ sức đề kháng với cái thời tiết chênh nhau 10 độ ở đây. Ngày thì nó khoảng 25 26 độ, đêm thì khoảng 17 18 độ, và đây là những cái cà chua chứ không phải là cà phê hay là cà pháo. Quá trời cà chua luôn, tao muốn ăn cà chua má đỏ ruột luôn, chua lét luôn. Và tất nhiên là những cái mầm của sự nghèo khó nó đã đâm chồi quá trời quá đất luôn. Ha, hình như chỗ này là 200 gốc của sự nghèo khó, và xa xa kia là một con chim ngu, con bồ câu ngu vãi nồi, ngu vãi chưởng. Hai con ngỗng tôi đuổi đi vô trong nhà lồng mà bất kêu kêu không làm được cái giống gì hết. À, và đây nữa, đây là những cây ớt quần què, và những cái hộp mà nó tương tự cái dòng hộp cà thì nó sẽ ra hai cái lá mầm, nó nhìn ngộ lắm. Hai cái lá mầm nhìn nó y như nhau, cây ớt nó y như cây cà, mặc dù ở đây tôi không có gieo hộp cà hay hộp cà chua hay hộp gì cà pháo, nhưng mà nó vẫn ra những cái mầm nó rất là giống cái. Ồ, vậy là gọi là cây cà ớt. Cái đó là cái đó.